Giá lợn hơi hôm nay ngày 23 tháng 11 tại miền Bắc có xu hướng giảm ở vài địa phương. Mức giá phổ biến trong dân hiện dao động từ 75.000 đến 76.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại miền Nam, giá lợn ở nhiều tỉnh vẫn tăng cao, dao động phổ biến từ 70.000 đến 73.000 đồng một kg. Giá lợn hơi đang ở mức cao, nhưng tại các chợ, sức tiêu thụ lại đang giảm. Ở miền Bắc, giá lợn có xu hướng giảm. Tại Hưng Yên, giá lợn hơi giảm từ 78.000 đồng một kg xuống 76.000 đồng một kg. Hà Nội còn 73.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg so với trước đó. Tại Thái Nguyên, giá lợn hơi cũng giảm 1.000 đồng một kg xuống còn 76.000 đồng một kg. Chợ đầu mối Hà Nam tiêu thụ 1.000 con lợn một ngày, giá giảm 2.000 đồng một kg. Hiện giá lợn hơi tại chợ đạt mức 75.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại các tỉnh Đông Nam Bộ và một số nơi ở miền Tây vẫn tiếp tục tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg, đẩy giá tại miền Nam cao gần bằng miền Bắc. Trong khi giá lợn hơi tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu ổn định ở mức 73.000 đồng một kg, thì nhiều tỉnh tăng giá từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với ngày 21 tháng 11. Ví dụ như tại Đồng Tháp tăng 2.000 đồng một kg lên 72.000 đồng một kg, Tây Ninh tăng 1.000 đồng một kg, hiện đạt 72.000 đồng một kg. Nhiều tỉnh miền Tây cũng tăng giá và cán mốc 73.000 đồng một kg như An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Theo bảng giá của Anova Feed, trong khi nhiều tỉnh miền Nam vẫn đang tăng giá thì tại một vài địa phương, giá lợn hơi lại giảm như Tiền Giang giảm từ 75.000 đồng một kg xuống còn 72.000 đồng một kg, Bến Tre giảm 3.000 đồng một kg xuống 70.000 đồng một kg. Tại thị trường miền Trung hôm nay có chiều hướng quay đầu giảm nhẹ so với mức tăng ngày hôm qua. Cụ thể tại Đắk Lắk giảm 2.000 đồng một kg xuống 68.000 đồng một kg. Bình Định sau khi tăng 6.000 đồng một kg trong ngày hôm qua đạt 69.000 đồng một kg thì nay cũng giảm xuống còn 68.000 đồng một kg. Còn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn giữ mức giá ổn định. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang có mức giá tốt nhất khu vực đạt 75.000 đến 76.000 đồng một kg. Các tỉnh thành khác của khu vực Bắc Trung Bộ báo giá ở 66.000 đến 70.000 đồng một kg. Những địa phương khác giá lợn không thay đổi so với ngày hôm trước, dao động quanh mức 63.000 đến 69.000 đồng một kg. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp bị giảm mạnh. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn nguyên liệu để sản xuất đặc sản nem Lai Vung hiện nay. Vâng, và theo phản ánh của các chủ cơ sở sản xuất nem thì hiện tại họ đang gặp nhiều khó khăn do nguyên liệu giá thịt heo tăng quá cao, trong khi đó thì giá bán ra không thể tăng nhiều vì có thể sẽ làm người tiêu dùng quay lưng. Cụ thể, các sản phẩm như nem chiếc chỉ tăng 1.000 đến 2.000 đồng một chục, riêng chả lụa, pate, thịt nguội, nem đòn tăng 10.000 đồng đến 20.000 đồng một kg. Với giá bán này, cơ sở hầu như không có lãi. Thời điểm Tết, lượng tiêu thụ thịt heo ở các cơ sở nem sẽ tăng gấp đôi ngày thường, mà nguồn cung thịt heo lại đang khan hiếm và giá quá cao. Bên cạnh đó, giá cả các phụ liệu khác và thuê nhân công làm nem cũng sẽ tăng, nhưng ngược lại giá bán ra không thể tăng nhiều. Điều này khiến cho các cơ sở làm nem ở Lai Vung đang rất chần chừ. Việt Nam đang từng bước kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi. Số xã có dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy đã giảm mạnh từ tháng 6 đến nay. Trong khi đó, tại các nước xung quanh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trầm trọng và diễn biến phức tạp. Nguy cơ các loại mầm bệnh xâm nhiễm từ nước ngoài vào nước ta là rất cao nếu không kiểm soát tốt vận chuyển lợn, sản phẩm lợn qua biên giới. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi vừa đề nghị Ban Chỉ đạo 389 của các tỉnh biên giới kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra vào Việt Nam. Trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra vào Việt Nam. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu biên giới, bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn ra vào Việt Nam. Tiêu hủy ngay các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp theo quy định. Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin,
dữ liệu với các cơ quan thú y trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương, phối hợp tổ chức áp dụng các biện pháp triển khai phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành. Lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép ra vào Việt Nam. Tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu trái phép ra vào Việt Nam.